Vâng, xin kính chào quý khách hàng thân yêu của NK Việt Nam. Và em là Khải, người sẽ đồng hành với quý khách hàng trong chương trình giới thiệu xe lần này. Ngày hôm nay thì em sẽ làm báo giá tổng cộng là 3 xe ASEAN hiện tại đang có mặt tại NK Việt Nam. Thì mẫu xe ASEAN là thuộc trong phân khúc hạng B và luôn luôn đứng đầu hoặc đứng thứ hai về doanh số trong phân khúc hạng B, chứng tỏ là nó được rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Thì mẫu xe ASEAN đầu tiên mà em muốn giới thiệu với quý vị và các bạn đó chính là chiếc ASEAN phiên bản tiêu chuẩn 1.4 AT đời 2018. Xe đã chạy được 5.1 vạn rồi và mẫu xe này hiện tại NK đang chào bán với mức giá là 479 triệu đồng. Ngoại thất là màu trắng, nội thất thì chiếc ASEAN này cũng được trang bị cũng nhiều màu. Đó, màu nâu, màu đen. Vì chủ cũ đã độ thêm một số ở trong nội thất bên trong xe rồi. Mẫu xe này hiện tại NK đang chào bán là 479 triệu đồng, có hỗ trợ trả góp vay đến 70% trong thời gian vay là 6 năm. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua về phần nội thất của chiếc xe một chút. Sau hơn 3 năm sử dụng thì chủ xe đi có giữ gìn hay không và đã được trang bị thêm các option gì trên xe. Xin mời quý vị và các bạn. Vâng, thưa các bạn, thì hiện tại thì tôi đang ngồi bên trong khoang lái của chiếc ASEAN 2018. Thì xe đã được trang bị là chìa khóa thông minh và nút để nổ start up rồi. Chúng ta cùng để nổ đi. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Ok, ghế thì đã được chủ cũ mọc ra rồi, có màu kem, nhìn trông rất là sang trọng luôn. Trần da 5D. Đó, nó bảo vệ ở thời tiết nắng nóng này và nó giữ cho cái trần xe luôn luôn được sạch đẹp. Ok, xe đã chạy được hơn 5 vạn rồi nên là mọi người có thể nhìn thấy đây, từ vô lăng, cần số, táp lô, táp ly của chiếc xe này nó rất là đẹp. Đó. Điều hòa cơ bình thường thôi nhưng khá là mát. Rồi chúng ta cùng ra phần phía sau xe một chút. Điểm đặc biệt và tôi rất yêu thích trên chiếc xe này đó chính là phần lipo dạng Mercedes-Benz. Đó, thì nó tăng thêm tính thể thao rất là nhiều. Và xe đã được trang bị cảm biến lùi, zin theo xe, cam lùi, khá là đầy đủ các option luôn. Vâng, vừa rồi là giới thiệu qua về chiếc ASEAN phiên bản tiêu chuẩn 2018. Bây giờ xin mời quý vị và bạn vào trong showroom, chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm một mẫu xe ASEAN phiên bản mới hơn đời 2020. Xin mời quý vị và bạn. Vâng, thưa quý vị và bạn, bên cạnh tôi đây là mẫu xe ASEAN ở đời 2020 siêu lướt, xe mới được chạy có 1.4 vạn thôi, tức là xe mới chạy hết Zodai 1.4 vạn. Và mẫu xe này hiện tại NK đang chào bán mức giá là 488 triệu đồng. Xe thì đã được chủ cũ lắp thêm cam hành trình rồi, quay cả trước cả sau. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây là form mới mà ca lăng đã thiết kế khác rồi, kể cả cụm đèn pha cũng thế, 2020. Và điều khác biệt hơn nữa là mẫu xe này là form mới. Thì ở đây quý vị và bạn có thể nhìn thấy đây, 2020 thì xe được trang bị thêm cửa gió hàng ghế thứ hai. Đó, một mẫu xe thuộc phân khúc hạng B ngồi khá là rộng rãi, lại được trang bị thêm cửa gió hàng ghế thứ hai ASEAN 2020. Thì đây mọi người cũng xem qua cái phần nội thất của chiếc xe một chút. Đó, xe đã chạy được 1.4 vạn nên là gần như là nó rất là mới luôn. 4 dàn lốp zin theo xe, lốp sơ cua chưa hạ. Đó, nội ngoại thất còn rất là mới, ASEAN tiêu chuẩn 2018, 488 triệu đồng. Quý vị và các bạn quan tâm mẫu xe này, xin mời hãy đến NK Long Biên để trải nghiệm trực tiếp mẫu xe này. Và một chiếc xe ASEAN cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đó chính là chiếc xe ASEAN cũng tiêu chuẩn 2018. Thì hiện tại xe đang trong sự dịch vụ của NK. Xin mời quý vị và các bạn theo chân tôi tìm hiểu nốt một chiếc xe cuối cùng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang đứng trên kho xe của NK. Thì hiện tại ở đây nó hơi tối và trời lại mưa. Đó, nên các bạn thông cảm một chút. Thì mẫu xe mà tôi muốn giới thiệu cuối cùng cũng chính là chiếc Hyundai ASEAN phiên bản tiêu chuẩn 1.4 AT 2018. Và điều đặc biệt đáng nói nhất trên chiếc mẫu xe này đó là xe chạy cực ít, mới có 1.3 vạn thôi, 2018, tư nhân một chủ từ đầu. Xe đã chạy được 1.3 vạn tôi đã nói rồi và mức giá đang chào bán là 478 triệu đồng, có hỗ trợ trả góp vay đến 70%. Gốc xe là gốc ở thành phố nên quý vị và bạn mua mẫu xe này sang tên từ Hà Nội sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số. Đó, chỉ cần trả trước 30%, quý vị và bạn đã dinh được một mẫu xe thuộc phân khúc hạng B rất là đẹp, rất là mới. Thì chúng ta cũng xem qua cái phần nội thất của chiếc ASEAN 2018 mà đã chạy được 1.3 vạn một chút.
Đây mọi người có thể nhìn thấy đây, bộ dàn lốp zin theo xe này nó rất là dày này, đúng chất 1.3 luôn. Đó, mâm cũng khá là đẹp. Rồi đây, xin mời các bạn cùng xem phần nội thất của chiếc xe. Xe thì đã được chủ cũ lắp thêm sàn da 5D. Nhìn trông chiếc xe khá là sang trọng. Đó, sạch sẽ luôn. Nội thất còn rất là mới, mới có 1.3 thôi. Vâng, thưa quý vị bạn, vừa rồi là clip giới thiệu nhanh về 3 mẫu xe ASEAN hiện tại đang có mặt tại NEK. Thì quý vị bạn quan tâm đến mẫu xe này, hãy nhấc máy gọi ngay số điện thoại của Khải 091 124 1881 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp, hoặc có thể đến ngay NEK để trải nghiệm thực tế mẫu xe này. Các bạn mua xe cũ thì xin mời hãy đến NEK để xem thật kỹ xe cũ, mình không thể có thể xem qua loa được. Hãy đến NEK, và tại đây thì chúng tôi sẽ có những cơ sở vật chất và có thể hỗ trợ quý vị và bạn xem rất rất kỹ các mẫu xe cũ đang chào bán tại NEK. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem clip này. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip chương trình giới thiệu xe lần sau.